Dạ, mến chào quý cô chú anh chị và các bạn, rất vui được gặp lại mọi người trong cái video của chiều ngày hôm nay. Hôm nay cũng là một ngày cuối tuần đó anh chị. Thì đầu video cũng xin chúc cho quý cô chú anh chị và các bạn mình thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và cũng thật bình an trong cuộc sống. Hiện tại thì em đang có mặt ở đường Hoàng Sa, Tân Bình đó anh chị. Đầu đường của Hoàng Sa. Chạy ngược về phía sau lưng đó là mình ra cái vòng xoay Lăng Cha Cả và cũng là đường Nguyễn Văn Thụ đó anh chị. Chiều nay em mời anh chị mình cùng em đi dạo quanh cái đoạn đường Hoàng Sa nè. Em cũng mới phát hiện ra cái đoạn đường này có cái đoạn đường chợ trời đó anh chị. Mấy cô chú mình bán ở cặp lề đường những cái sản phẩm đã qua sử dụng đó anh chị. Sáng nay em có việc em đi ngang đây thì thấy mọi người ngừng vô mua rất là đông luôn. Khu chợ trời này em cũng mới phát hiện, ngày trước thì cũng không có nhiều đâu anh chị, nhưng bây giờ thì làm như là người ta bán được đó rồi, cái bắt đầu tập trung lại luôn một khu chợ trời đó anh chị. Đoạn đường này nay cuối tuần đó, nên cũng vắng anh chị, chứ buổi chiều giờ này thì cũng có vẻ như kẹt xe rồi đó, tại cũng 4:10 rồi. Trên cái đoạn đường tham quan thì em cũng xin cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi và ủng hộ em trong thời gian vừa qua với những cái video mà em chia sẻ về Sài Gòn. Đó cũng là những cái động lực để em ra thêm những cái video mới. Em đi để em thấy, để cảm nhận và để chia sẻ đến cô chú anh chị mình. À đây nè anh chị, cái những sản phẩm được bày bán, quần áo, giày dép, bếp từ, mắt kính, quạt mini rồi đó chị, quá chừng. Kế bên này có cái gara ô tô luôn, không biết là có bán luôn ô tô hay không. Cái đoạn này nên chị ngay chỗ cái khúc công á, bây giờ lọt qua quận 3 rồi, cái đoạn này là qua quận 3 đó. Cô chú mình bán kìm mỏ lết rồi. Em chạy cũng hơi lướt qua đó anh chị, tại nhiều khi cái mình dừng lại đó, cái cô chú tưởng là mình mua hay gì cái ra, tội nghiệp, mình không mua mà để cô chú ra vậy nói chuyện quá chuyện mình, tội nghiệp, ta cũng đang ngồi nghỉ, lưu đồng, nón bảo hiểm, đồng hồ báo thức, những cái đồng hồ tuổi thơ đó anh chị. Nhiều khi nó trên lọt 5-10 phút mà nó cũng reo lên luôn á. Có bán những cái sọt nữa nè. Rồi bài đây. Uống chén quá chừng luôn lắm chị. Lưu động đó, nguyên cái dãy quận 3 này luôn đó anh chị. Người ta bán nhiều lắm. Còn chỗ này giày dép nè. Trời ơi nhìn đã. Chiều nay mặt trời cũng xuống đó chị, nó mát, ra đây nữa gió. Bếp điện nồi cơm luôn. Quá chừng. Rồi bờ sông này gió nó cũng mát nữa anh chị. Đi dạo những cái đoạn đường này buổi chiều nó cũng cảm thấy là người mình nó sảng khoái, nó mát mẻ. Có những cái bán cả xe đạp cũ mới, quần áo luôn kìa. Ồ, phía trước này cũng chợ trời dây chai luôn, dây chai, dép đức, long dịch, mũ bể đồ bán luôn. Tới đường ray này là hết rồi đó anh chị. Đó là một cái đoạn chợ trời, buổi sáng thì em đi thấy đông lắm, nhiều hơn bây giờ. Có vẻ như sáng cái cô chú mình tranh thủ ra lựa những cái sản phẩm, cái đồ để có. Ù trời nguy hiểm quá. Không sao. Mấy năm em còn nhỏ đó anh chị,
cái đoạn đường này em nói là phải nói là này cũng không phải đoạn đường nữa. Trời ơi, cái dòng kênh này nó thúi, nó hôi, rác đồ không. Sau này được cải tạo lên nhìn nó đẹp á anh chị. Những hàng cây chung cư rồi, những tòa nhà nó mọc lên. Sài Gòn nhìn đẹp á anh chị, mé bên kia đường. Để em quay cái camera xích qua, nó hơi xa. Đó, anh chị thấy cái bờ sông, cái bờ kè đã làm á, nước lên, nước mà theo lên tí nữa sẽ đẹp. Tại bây giờ nó còn thấp ở dưới đó, mình đi trong này nước nó, mình không thấy được cái mặt nước nó bằng ở trên. Hồi nãy giờ em đi em quan sát em thấy là mấy cái cầu số này nè anh chị. Rồi có mấy anh chị mình chạy ngược chiều cực kỳ nhiều luôn. Cứ thấy có đường là đi thôi chứ không quan sát, hay là quan sát thấy mà không muốn đi cho nhanh hay sao không biết, chứ chạy ngược chiều nhiều lắm. Cái rõ ràng là cái biển cấm như vậy mà quanh, nhưng mà vẫn quanh nguyên cái đoạn Hoàng Sa từ Tân Bình qua quận 3. Hồi em sẽ đi qua quận nhất luôn. Nguyên cái tuyến đường này anh chị mình tiện thể cập nhật tình hình. Nay cũng 26 hay gì rồi, 26 tháng 3 đó anh chị. Gần đây công việc em cũng hơi nhiều cho nên là em cũng không có chia sẻ nhiều đến anh chị. Cuối tuần rảnh em mời anh chị cùng em đi dạo. Đặc biệt là những cô chú anh chị mình kiều bào lâu rồi không về quê hương của mình, sinh sống ở nơi xứ lạ quê người, cũng vì kinh tế. Chiều có những cần thủ ngồi ở những cái mé ngoài đó, người ta câu cá rất là nhiều. Những hàng quán nhậu bây giờ cũng lần lần dọn ra. Phía trước anh chị là cái đường Lê Văn Sĩ, cũng là cầu Lê Văn Sĩ đó anh chị. Mình rẽ phải, mình chạy thẳng thì bỏ Thị Sáu rồi ra Cách Mạng Tháng 8. Rẽ trái thì mình lên cầu Lê Văn Sĩ, mình đi ra vòng xoay Lăng Cha Cả. Chiều thì ở đây hay kẹt xe nó nhắn ngày thường. Bún bò ở đây ngon lắm anh chị. Đây nè, chiều tầm 4-5 giờ bán, tầm 7 giờ là hết á. Đó, bây giờ còn nắng mà ta ngồi ăn kìa. Không nói cái về cái bún bò chuỗi hệ thống nha anh chị, có nói về cái bún bò cá nhân, tư nhân mà người ta bán á. Thì có cái hẻm Tô Hiến Thành đó, em cũng ăn ở đó rồi. Nhưng mà không ngon bằng ở đây đâu anh chị. Top bin ở đây nó chất lượng lắm. Cái nước nó cũng ngọt. Thịt xương bò đó anh chị. Bún bò ở đây cũng có tóp mỡ. Thỉnh thoảng em cũng hay ghé đây ăn. Cái này em không có giới thiệu cho cái quán bún bò nha. Em không có video cho cái quán bún bò, mà là ăn ngon rồi sẵn đi ngang đây em giới thiệu anh chị mình luôn. Ai mà tín đồ bún bò thì có thể ghé lại đó để mà thưởng thức cái vị.
chị nhìn cái đường nó mát á anh chị. Ừ, khung này nắng chói á. Những ngày dịp Giáng sinh thì cái đoạn đường ở đây nó náo nhiệt á anh chị. Những cái lễ hội được đèn treo trang trí nó khắp nơi luôn, nhìn nó đẹp lắm, nó sáng. Chùa Vĩnh Nghiêm, đây là cầu Công Lý, đường Nguyễn Văn Cẩu anh chị. Mình lên cầu mà rẽ trái thì cũng về công viên Hoàng Văn Thụ, hướng đi sân bay Tân Sơn Nhất anh chị. Còn rẽ phải này mình về quận Nhất, trung tâm quận Nhất. Cái điều mà anh chị dễ bắt gặp nhất ở hai bên cái dòng sông này, bên Trường Sa bên kia và Hoàng Sa bên này, đó chính là những cái quán cà phê đó anh chị. Đặc biệt là những ngày mà cuối tuần đó, vào buổi sáng đồ á, trời ơi đen ngẹt luôn. Sáng ở đây nó mát đó anh chị, nó gần sông đó, rồi ra đây ngồi thư giãn. Nãy giờ đi anh chị thấy đầy quán cà phê luôn đó. Mùa này nhìn cây nó hơi sơ sát á anh chị. Nếu mưa xuống á, đi con đường này buổi chiều mà có nắng như vậy à, cái đoạn đường mình nó xanh đen, lá cây nó cũng xanh đậm nữa, nhìn nó lên màu. Hai bạn nữ đó quanh đầu thiếu quan sát, mai không lại xảy ra cái va quẹt rồi đó. Anh chị thấy tròn là quán cà phê không, trời ơi. Teo những cái sợi dây đỏ. Rồi luôn anh đi, 4 giờ 20 rồi. Nãy giờ đầu video thì cũng 4:10 em chạy một đoạn này 10 phút là nãy giờ anh chị thấy đó, bóng cây rồi nó xuống đó. Yeah, bàn ghế chuẩn bị khai tiệc cho ngày buổi tối hôm nay kìa. Quán nhậu, cà phê, quán ăn, dịch vụ ăn uống. Đoạn đường này mà theo em nghĩ là đầu tư thêm cây xanh á chị, cho hai bên luôn á, thì nó cũng không có thua về những cái cảnh quan đẹp của một số nước phát triển đâu. Mình thì đang phát triển thôi. Nếu nhiều khi cây cối nhìn nó thiếu cái sự chăm sóc đó thì nó nhìn nó còi cọc cái cây, chứ cái đường mình đẹp lắm đó chị nè, trời ơi quá trời đẹp luôn kìa. Có cả nguyên một cái bãi anh chị, cái bến để mà thu gom rác kìa. Anh chị thấy không đó, để gom những cái rác ở dưới dòng kênh này nè. Cái dòng kênh này nó cũng đặc biệt đó anh chị, cứ mỗi lần mà mưa xuống á là cá nó lại ngồi ngóp lên, nó kiểu như thiếu oxy vậy đó. Bắt đầu nó chết rồi cái nó nổi lên hết. Đây, bắt đầu người ta cũng phải gom chứ không nó bốc mùi, những cái mùi cá ương cá sình đó nó nặng mùi lắm. Phía trước anh chị là chung cư Miếu Nổi kìa, ngay cầu Bông nữa. Đấy, bên kia đó anh chị,
nắng chiều xuống nhìn nó sang ha. Phía xa xa cái tò lên mắt không thấy được rồi, nó em chạy hơi lướt qua nó nhanh, nó án cái cây. Cầu Hoàng Hoa Thám chứ, em nhầm cầu bông. Cầu Hoàng Hoa Thám này thì đi lên cái dốc cầu đó mình sẽ ra cái đường Trần Quang Khải. Còn bên này thì rẽ trái thì qua Phan Xích Long. Trời, hàng cây khúc này đẹp, gió chiều, ánh nắng chiều của những cái tòa nhà phức nắng che nắng đi đó anh chị, nhìn nó mát cái đoạn đường này. Những quán nhậu bây giờ chỉ còn chờ khách thôi chứ không chờ cái gì nữa, chén đĩa thì dọn ra hết rồi, nhân viên thì cũng đứng cầm xô cầm cây gấp đá đồ sẵn hết. Đây mới là cầu bông. Cầu bông thì bên rẽ tay trái ngày xưa là đường Đinh Tiên Hoàng luôn đó anh chị, bây giờ là đổi tên, được đổi tên thành Lê Văn Việt ha. Phía trước là ra cái vòng xoay Điện Biên Phủ, cũng có những cái cái dự định mà dỡ bỏ cái dòng xây đó anh chị. Không biết như thế nào, thì ở một cái video trước em cũng có lưu lại cái vòng xây đó, để biết đâu mai sau này nó không còn đó, mình còn có cơ hội. Đó có thể là một nhật ký để mình nhìn lại những gì đã thay đổi của Sài Gòn. Mát đó anh chị, cái mũi em chiều nay nó cũng sụt sịt rồi, hôm qua nó thay đổi thời tiết bị viêm son đó anh chị, viêm mũi dị ứng viêm son đó, nó trị hoài không hết. Dạ rồi, video em chia sẻ đến đây cũng xin kết thúc anh chị. Cảm ơn quý cô chú anh chị một lần nữa đã ủng hộ và theo dõi kênh. Em chào anh chị và hẹn anh chị mình một cái video tiếp theo. Dạ em xin chào ạ.